Xin chào mọi người, gọi là chương trình Lời Cùng Đi Phát triển với Khoa trường Thì bữa uh, nay quay trở lại, Khoa sẽ làm một đề tài mà Khoa đã hứa Thì mình đã lỡ hứa rồi mình bị dí đúng không? Thì phải phải làm thôi Đó chính là Khoa sẽ làm những, Khoa sẽ tập trung những câu hỏi để mà phỏng vấn xin việc làm Thì Khoa đã làm sẵn những cái là chuẩn sẵn câu hỏi rồi Thì ra là đó là những câu mà Khoa đã dùng để mà Khoa uh, dùng để mà đi interview Thì như mọi người biết đó là Khoa đã tốt nghiệp ở, ở Mỹ là bằng bachelor degree rồi master degree Thì khi cả hai bằng Khoa tốt nghiệp Khoa đều À, khoa được offline để mà một số công ty để mà mình xin, xin việc thì những câu hỏi ở đây là khoa tổng hợp những câu hỏi một khoa học trên mạng thôi rồi có rất là nhiều những câu trên mạng luôn nhưng mà khoa thấy nhiều quá đi học cũng không hết nên là khoa chỉ tập trung học những câu nào khoa cho là quan trọng thôi thì bữa nay khoa sẽ chia sẻ lại cho mọi người ha ok rồi thì ở đây á khoa làm sẵn những cái một cái um, giống như là một cái tổng một cái tổng kết đơn giản rồi thì mọi người follow theo đó ha thì ok khoa mở lớn ít xíu thì ở đây á, mình nói về tài là job interview Thì ở đây Khoa có chia ra cả là những câu hỏi mà thường người ta thường hỏi mình Rồi một câu quan trọng mà mọi người hay hỏi đó là mình có cần uh, Mình cần cần sponsor cho visa, thẻ visa hay không Hay là sau đó là những câu hỏi mà mình sẽ đi hỏi những người phỏng vấn Và những cái mà mình cần để ý khi mình phỏng vấn Thì chia ra những hạng mục như vậy Thì đầu tiên hết á, là Khoa sẽ đi vào những câu hỏi mà thường được hay hỏi nhất trong quá trình phỏng vấn ha Ok Đây thì đó là những cái câu mà mọi người hay hỏi nhất trong phỏng vấn là đầu tiên là tell me about yourself. Why should I hire you? What are your strength? What are your weaknesses, Why do you want the job? What are your salary expectations? Describe a difficult work situation or project and how you overcome it. What are your goals for the future? Đó. Thì đó là những câu mà Khoa tổng hợp lên đó. Thì câu đầu tiên là câu mà mọi người hầu như trong những buổi interview nào Khoa không về phải, phải được hỏi hết á. Là họ kêu mình là tell me about yourself. Tức là kể về cái bản thân mình, nói về những cái mà mình biết thì các bạn có thấy á thật ra hai câu này khá là giống nhau nè Why should we behind you và tell me by yourself thì nó giống giống nhau chỗ đó thì xem nha thì đây là khoa đặt những cái keynote để như thế này thì thật ra khi một người interview hỏi mình câu hỏi này là họ muốn biết cái mình có thật sự là phù hợp với công việc đó hay không hay là mình coi mình là mình có một con người mình như thế nào có thật sự là mang lại cái năng lượng cho cái 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 community hay là cái cái job environment hay không đó thì ra là mục tiêu chính là như vậy cho nên á khi mà người ta hỏi cái câu là tell me about yourself không có nghĩa là mình nói người ta biết là mình có sở thích gì mình thích thể thao mình thích âm nhạc hay là mình thích đi bar đi golf này nọ thì thật đó không phải là cái người ta muốn biết Đúng không? Mình thật sự mình thành ra để mà trả lời câu hỏi này tốt á, mình cần phải nắm rõ được là cái công việc của mình nó đòi hỏi những điều gì, những cái tính chất nào là người ta đòi hỏi trong công việc đó. Chẳng hạn như là như khoa đi, khoa tìm một công việc là kỹ sư, thì kỹ sư cần những tố chất gì? Là phải biết nghiên cứu nè, kỹ sư phải làm việc về chi tiết nè, phải biết tìm những phương, những những giải pháp cho những vấn đề nè, hay là biết là làm việc với những, những người bạn nếu mà có teamwork nè, đó như vậy hay là mình cần có những cái bằng về mechanical engineer ví dụ như vậy thì đó là những cái mà yêu cầu nhưng mà công việc của khoa thì khoa nắm được cái vấn đề đó rồi thì khoa muốn cho họ biết bản thân mình có những cái yếu tố đó để mà người ta thấy là mình thích hợp cho công việc thì đó chính là cái lý do tại sao mà khoa sẽ nói ra là biết là những gì mà mình có chẳng hạn khoa nói là uh, tôi là có bằng thạc sĩ về kỹ sư cơ khí thì thì tôi là một người thích thích những làm việc thích tìm những phải phương giải pháp và một một những cái điểm tốt ưu điểm của tôi là làm team work và thân thiện với mọi người ví dụ như vậy thì để người ta thấy à đó là những cái tố chất mà mình muốn tìm ở cái người candidate cái là cái người ứng viên đó, đó mình nổi là nổi như vậy đó là cái khi cái là cái khi để mình trả lời cho câu hỏi này chính là mình nắm được cái yêu cầu công việc và mình nổi theo những cái điều đó đừng có lan man những cái mà không liên quan như là đi chơi bar đi club của trường cầu lông tennis này nọ mình có thể nói thêm mà nếu mình thích hay nào cũng được nhưng mà nói chung á tập trung vào cái chuyên môn của mình ha rồi Câu thứ hai á, là tại sao chúng tôi phải thuê bạn? Why we should hire you? Thì hire you nó giống giống như cái câu trên vậy Thì khi mà nó nói tell me about yourself rồi Thì mình đã trả lời câu đó rồi Chứ là nó trả lời như cái câu không? Chính vì tôi những cái tố chất đó Cho nên khi mà bạn thuê tôi là quan trọng Thành ra nó sẽ giống giống như cái câu trên như vậy Chứ thật ra mình thì như họ nói Khi người ta hỏi câu này là mình phải nên nối ra những cái tố chất mà mình có Và những cái bằng cách, những kinh nghiệm mà mình phù hợp với công việc mà người ta sẽ mà mình đang mình mình đang apply để mà làm đúng không là quan trọng nằm chỗ đó thì mọi người để ý những cái flash, hoặc là những cái flash đây, những câu mà khoa cho là quan trọng thì những câu đó những câu mà khoa được thường hay hỏi khi mà những phỏng vấn thì sơ sơ chút xíu thôi khi mà học master ra trường thì phỏng vấn khoảng 15 chỗ thì trong đó họ được ba cái offer thì trong 15 chỗ đó thì thường đây những câu mà họ hỏi khoa được gặp lại không à rồi cái câu hỏi thứ ba là cho mình biết là cái cái sức cái thể thế mạnh của mình là cái gì thì ở đây á cái câu này á thực ra là mình cái thế mạnh đây thì mình có thể là mình đưa nhiều thứ thôi tùy bản thân của mình thì như cô nói thế mạnh của mình có thể là làm việc thêm cuộc thế mạnh của mình có thể là nói tiếng anh lưu loát hay là thế mạnh của mình có thể là giao tiếp tốt với customer khách hàng của mình đó. hay là thế mạnh của mình là giỏi phân tích thì tùy vào cái gì của mình mình có thể mình nói ra cái thế mạnh đó thì một những khoa thì cái đó là tùy mọi người thôi nhưng mà khoa một những cái trả lời một khoa hay nói cho người ta biết á là coi coi điểm dụ mình nè à, một những cái điều tốt nhất về bản thân tôi á, là tôi biết rằng mình không biết đủ. Thì chính vì như vậy tôi luôn luôn cởi mở để mà học hỏi thêm những thứ khác, sẵn sàng để mà được trend, sẵn sàng để mà be and teachable. Đó. Thì nói chung á, đó chính là cái mà khi mà Khoa nói nhiều thứ nhưng mà rốt cuộc Khoa nói thêm một cái điểm này nữa. Thì Khoa cho rằng những cái vấn đề như vậy nó tạo sự khác biệt. Tại vì mình muốn như tôi thấy mình là một người sẵn sàng cởi mở học hỏi những điều mới. Mình không phải đóng khung mình lại mình sẵn sàng mình mở rộng mình ra mình muốn nghĩ về những cái mới học những cái mới thì nếu khoa là một người tưởng dụng khoa sẽ muốn tìm một người như vậy tại vì người như vậy mới là dễ dễ ràng luyện đúng không còn nếu mà mình biết hết rồi mình không muốn thay đổi thì rất là khó rất mà làm những chỗ khác nhau ok thì tiếp theo đó, một câu hội tiếp theo nó mình đã quan trọng không kém mà nó thường hay đi kèm á mình biết được cái điểm mạnh của mình rồi vậy thì điểm yếu của mình là gì what are your weaknesses đó weaknesses thì bây giờ mình thấy á là cái câu này là một cái câu khó thường người ta rất là rất là dễ nói về cái điểm mạnh của mình nhưng mà thường họ rất là khó để mà nói về điểm yếu của mình đúng không thì đối với khoa khoa tổng kết một cái key tip Cho mình trả lời những câu hỏi này thứ nhất là mình phải positive mình đừng có trả lời một cách bi quan quá tôi dễ bỏ cuộc tôi cảm thấy cuộc đời này toàn là màu đen hết tôi cảm thấy mình cô đơn quá tôi cảm thấy mình chán trường quá đừng đừng bao giờ nói những gì đó đúng không phải là positive thì mình có thể là mình nói những cái đơn giản như là cái này mình nói là mình nói là như khoa đi khoa nói là một những cái điểm yếu của khoa là khoa thiếu kinh nghiệm thì chính vì mình mới ra trường mình chưa được rèn luyện nhiều cho nên mình thiếu kinh nghiệm mình thiếu kinh nghiệm trong việc là mình làm sao để mình làm tốt công việc này do đó tôi cảm thấy là trong khoảng thời gian đầu tiên là tôi rất là khó nếu mà làm việc nó tốt cho nên là, là tôi sẽ cần một khoảng thời gian để mà thích nghi nhưng mà khi mà thích nghi rồi tôi sẽ làm việc rất là tốt thì cái điểm yếu của tôi ở đây ấy, là tôi thiếu kinh nghiệm nhưng mà cái chính vì tôi hiểu điều đó cho nên tôi luôn luôn sẵn sàng để mà học hỏi để mà làm cho mình đẩy nhanh cái quá trình uh, học tập toàn đầu để mà mau chóng hòa nhập và đóng góp cho công ty nhiều hơn đó thì đó là cái cách mà họ trả lời cho cái câu cái điểm yếu của mình là gì thì ở đây không phải để ra một số cái câu trả lời là mình đừng bao giờ nên nói thứ nhất tôi hoàn hảo quá thứ hai tôi làm việc rất là chăm chỉ đó chẳng hạn những cái này những cái như là nó nó, nó nó, nó không có thật nó unreal đi mình nghe người ta cảm thấy khó chịu à thằng này láo chẳng hạn như vậy kiểu kiểu như vậy cho nên những câu như vậy thì mình nên trả lời như hướng này mình nên thành thật nhưng mà nó cũng là trong quá trình mình nói mình cũng mang cái điều mà nó có vẻ như negative trở thành một cái positive giống như một cái dụ khoa gì đó tôi biết không đủ hay là tôi thiếu kinh nghiệm nhưng mà tôi sẽ cố gắng để mà học hỏi nó vì tôi đã biết nó rồi đúng không thì có người sẽ còn đưa những ý khác như là tôi hay procrastination tức là tôi hay chần chừ do dự hay chờ phút cuối mới làm những hạn như vậy nhưng mà nó là tôi không phải là tôi chần chừ do dự mà là do tôi nghiên cứu kỹ nó rồi tôi mới đặt tay vào tôi làm thì như vậy rất là ít những cái sai sót và tôi làm chính vì tôi hiểu là như vậy cho nên thường tôi đặt cái deadline sớm hơn người ta một chút chẳng hạn như vậy đó là những cái ví dụ mình làm sai để mình đưa cái điểm yếu của mình trở thành một cái điểm gì đó mà có thể phát triển được đó chính là cái quan trọng ha Ok, câu hỏi tiếp theo á là hỏi là why do you want the job? Thì cái câu này á thì họ muốn họ muốn biết mình á là mình đã thực ra cái câu này nếu mà dịch giải ra thì họ sẽ là what do you know about the company? What do you know about the job? Bạn biết gì về công ty này? Bạn biết gì về công việc này? Đúng không? Tại vì khi một người mà muốn làm việc cho công ty đó, công việc đó họ phải hiểu nó là cái gì. Cho nên cái câu mà họ hỏi này thật ra họ muốn mình đã biết gì về công ty hay chưa? Mình đã hiểu rõ về nó hay chưa? Chẳng hạn như vậy. Thì cái quan trọng đây chính là gì? Họ muốn confirm là bạn biết gì về công ty về công việc. Cho nên á để trả lời tốt câu này bạn cần phải hiểu biết về công ty, về công ty đang làm gì, sản phẩm chính là gì. Đó, thường thì mình phải biết ít nhất là ba sản phẩm nổi trội công ty là gì. Cái vị trí của mình á đó, nó đóng góp gì vào những cái sản phẩm đó. Đó, hay là công ty này nó có một cái là chẳng hạn như là nó nó chuyên về lĩnh vực nào chẳng hạn như vậy. Thì mình thường mình nắm những cái yếu tố như vậy để mình trả lời thì mình nói là ví dụ mình biết công ty khoa đang làm là về uh, về làm À, nó có nhiều cái sản phẩm về chẳng hạn như là về automation tức là về tự động hóa nè về làm turbine nè về làm những cái của như là thủy điện nè chẳng hạn như vậy đó ví dụ thì khoa biết công ty là như vậy thì khoa, công việc của khoa là khoa làm về lập trình tự động hóa chẳng hạn như vậy đúng không thì khoa biết về nó thì khoa nói là mình muốn làm tại vì sao khoa muốn làm trong lĩnh vực lập trình tự động hóa tại vì nó vừa dùng kiến thức của lập trình vừa dùng kiến thức của bên cơ khí và khoa một có một phần uh, kiến thức khoa áp dụng được từ cái từ cái bằng petroleum của mình tại vì nó chuyên về năng lượng chẳng hạn như vậy khoa lý ví dụ thôi thì khi khoa nói những điều đó khoa nói là như vậy thì tôi dùng được những kỹ năng của mình để mà cho công việc này hơn nữa công việc này là một công việc của thuộc nhóm và đi tức là research and develop nghiên cứu và phát triển như vậy là những kỹ năng của tôi nó tổng hợp và được dùng được trong những cái công việc nhiều hơn những người khác cho nên tôi cảm thấy vị trí này công ty này là một điều rất là phù hợp với tôi đó chẳng hạn như vậy thì đó là cái mình mình trả lời theo cái hướng như vậy thì cho thấy là mình thật sự mình hiểu biết và mình muốn công việc này nó có lý do rõ ràng ok ha đó why do you want the job rồi cái câu này cũng là một câu mà các bạn sẽ cảm thấy hơi khó trả lời là what are your salary expectation tức là mình muốn lương mình bao nhiêu thì kiểu như người ta cũng sẽ hỏi câu này hết thường khoa đi làm phỏng vấn khoa phỏng vấn xong là 80-90% là họ hỏi câu này đó. thì cái câu này á nó khó chọn là gì mình phải đặt một con số nào đó mà nó không quá cao cũng không quá thấp nó phải là một cái con số nào đó mà nó phù hợp cao quá thì người ta không nhận mình mới ra trường entry level có gì đâu cao quá còn thấp quá thì sợ hố đúng không nhưng mà thường á thường mình nghĩ là thôi miệng thấp mà có công việc cũng được nhưng mà khi mà mình thấp quá người ta cũng thấy là cái người này không có đủ tự tin cái 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 self image tức là cái cái lòng tin của họ thấp quá đi thì liệu một người có lòng tin thấp như vậy có làm việc tốt hay không có làm việc cạnh tranh nổi hay không đó cho nên đó, cái việc mình định giá mình ở mức nào là cái điều quan trọng thì cái này á các bạn cần phải là lên mạng để mà mình tìm hiểu thêm mình nếu mình mới ra trường kinh nghiệm của mình có một hai năm thôi ví dụ như vậy với cái ngành của mình ở vị trí đó thì công việc của mình sẽ là mức lương trung bình là bao nhiêu thì mình đưa con số trung bình như vậy thì chẳng hạn như là một cái trang mà khoa hay tìm kiếm là Glassdoor Glassdoor ha Glassdoor để coi coi cái chỉ có Dạ, um, yeah, cũng dễ biết, class Thì trên đó nó sẽ có cho mình biết là những cái ngành của mình cái cái mức kinh nghiệm đó thì mình sẽ có được cái lương trung bình là bao nhiêu thì khi vậy khi người ta nói câu đó thì mình sẽ là chẳng mình nói khoa nói như khoa nói đó, I know I'm just like khoa nói tiếng Anh đi khoa nói tiếng Việt sao now I know I'm just as uh, entry level so now uh, for the first job I need to learn a lot so I cannot ask for that much no I cannot ask for too much so I think that um, I will I will want the salary that's right in the average for this field so it's around like 70,000 ví dụ như vậy mình nói như vậy thì mình thì người ta sẽ coi cái vị trí tới à, thì cái mức mà tôi offer cũng sẽ tầm đó nói chung là ok định giá như vậy là phù hợp đó đó là cái ví dụ tức là mình nói là mình mới ra trường thôi kinh nghiệm chưa có nhiều cho nên là tôi cũng không thể đòi hỏi cao được cho nên là tôi chỉ muốn mức lương nó nằm ở mức là trung bình ở cái vị trí này thôi thì như vậy tầm khoảng 70 mươi đô một năm được không thêm chút cũng được chẳng hạn như vậy đó nhưng mà nói chung đó là cái cách để mình trả lời cái việc mức lương cần phải tìm hiểu một chút rồi mình cứ nói ra cái con số trung bình như vậy là được rồi không quá cao không quá thấp ok còn một câu thứ ba câu này là một câu thuộc về nó gọi là attitude question tới những câu về tình huống thì người ta muốn hỏi muốn con mình là trong những tình huống cụ thể nào đó mình sẽ trả lời như thế nào mình sẽ có cách xử lý như thế nào thì câu này là describe a difficult work situation or project and how you overcame it tức là một cái tình huống nào mà khó khăn một tình huống nào mà khó xử trong công việc trong lúc làm những cái dự án mà mình xử lý như thế nào thì những cái câu thuật gọi này á thường mình sẽ có một phương pháp để trả lời luôn mình không phải trả lời văn quơ, mà mình phải trả lời có phương pháp thì phương pháp là STAR method thì cái STAR này nó 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 sẽ làm bốn bước một là mình situation tức là cái oops, tức là mình chờ ta biết là cái 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 quá trình mình làm là gì cái thứ hai là task mình làm những gì để mình giải quyết cái vấn đề đó um, cái thứ ba là action mình đã giải quyết mình đã đưa những cái phương pháp hay những hành động để làm việc như thế nào trên cái task và bốn là cái result tức là về kết quả thì mình khoa sẽ mở ra cho mọi người dễ thấy ha. Ok. Thì bây giờ á, một cái ví dụ mà khoa khoa được hỏi á là như thế này. Thì khi mà họ hỏi câu hỏi câu này, Họ sẽ lấy một cái tình huống là ví dụ ha, tình huống đầu tiên á, một đưa tình huống. Thì tình huống của khoa là vào cái năm thứ hai á. Uh... Yeah, sorry. Not right time. Oops. Ok, tình huống của đưa ra đó là khi qua làm project ở cái nhóm Petroleum thì trong nhóm có một người là ổng lớn tuổi, ổng có gia đình và vợ ổng thì làm y tá làm một đêm thì ổng phải là giúp cho vợ mà chăm con chẳng hạn như vậy cho nên thường khi học xong là ổng về nhà, ổng không có làm những chung nhóm được thành ra trong một cái project đó thì thường ổng vắng mặt và như vậy những thành viên khác họ bắt đầu cảm thấy không có thoải mái tại vì đơn giản là họ ổng không có nhận được công việc hay là họ cảm thấy là họ bất công chẳng hạn như vậy thì trong một cái lần đó qua là nhóm trưởng thì thì khoa sẽ cảm thấy là bây giờ làm sao cho mọi người cảm thấy là thoải mái hơn và ông này cũng có được cái công bằng hơn làm việc chung với mọi người như vậy thì đó là cái situation cái tình huống thì cái 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 task ở đây của khoa là gì khoa là người nhóm trưởng cho nên khoa phải phân phối việc nó hợp lý thì trường hợp đó khoa sẽ gặp khoa nói chuyện với ông đó khoa hỏi ông là như vậy trường hợp là ông có thời gian nào để mà rảnh thì nếu trường hợp mà ông rảnh giờ nào ông có thể là nói chuyện với tôi khoảng nửa tiếng này hay không tôi nói chuyện riêng với ông cũng được và tôi nói chuyện với những người trong nhóm khác thì từ đó tôi sẽ phân chia thì cái phần nào vì vì ông là người cuối cùng cho nên là những cái phần nào tôi sẽ tìm cách là phân chia cho nó đều đặn thì cái phần mọi người chọn rồi thì phần còn lại ông sẽ làm như vậy có vấn đề gì không đó thì như là đó là cách mà khoa nói chuyện rồi khi khoa gặp những cái người trong nhóm khoa nói chuyện tương tự luôn khoa nói là mình chia công việc ra làm năm phần thì cái phần còn lại là cái phần cho ông kia bạn nó đồng ý rồi tôi sai nói lại với người đó sao đó thì đó là cái cách mà khoa action khoa làm như vậy cái task khoa nghĩ ra và cái action của khoa là khoa đi nối với từng người để làm như vậy và thực sự là khoa làm như vậy khoa họp nhóm với bốn người còn lại với ba người còn lại chia công việc ra làm năm và sau đó khoa đưa cho những người cái phần còn lại cho ông kia thì như vậy mỗi người đều vui vẻ ông đó ông không cần phải tới nhóm mà ông vẫn có thể biết được ông làm gì và bốn người kia cũng biết là họ được chia đều công việc ra một chuyện công bằng và kết quả là gì khi cái, cái 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 project đó nhóm làm được em buổi thuyết trình đó diễn ra rất là thuận lợi tất cả mọi người đều có mặt và mọi người có thể làm việc rất là tốt với nhau thì quan trọng ở đây là cái người phân phối là khoa lúc đó khoa đã làm cho mọi việc nó suôn sẻ đó đó là một cái ví dụ của một cái phương pháp trả lời star như vậy mình chỉ làm bốn phần nhưng mình trả lời cho người ta biết thì như vậy là họ sẽ biết là mình xử lý tình huống như thế nào còn trong trường hợp mà mình một cái tình huống mà đưa ra mà mình không có từng gặp á thì mình có thể nói là tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ nhưng mà nếu tôi ở trong tình huống đó tôi sẽ trả lời như vậy tôi sẽ giải quyết như vậy thì rồi sau đó mình dùng cái star cũng được đúng là một cái cách tại vì người ta muốn coi cái cách mình suy nghĩ cách mà mình sẽ giải quyết tình huống như thế nào đúng không cái quan trọng nằm ở chỗ đó ok tới câu hỏi cuối cùng thì câu hỏi này thường là hỏi là cái cái mục tiêu của mình ở tương lai là cái gì câu này là một câu gài bẫy tại vì câu này người ta muốn người ta muốn coi cái mình có cái tương lai gì? Thật ra cái câu này hình sẽ là cái What's your goal for the future in this company? Là cái câu là như vậy, nhưng họ bỏ cái in this comedy, họ chỉ nói như vậy thôi Thì họ muốn coi cái người đối diện với họ đó có thật sự là muốn gắn bó với công ty lâu dài hay không Hay là họ chỉ coi công ty này như một cái bàn đạp để mà họ bước lên rồi họ tính vị trí cao hơn hay không Đúng không? Cho nên á, nếu trường hợp mà mình để thêm cái câu là in this comedy Thì mọi người sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa câu này hơn Đúng không? Thì như vậy đó, cái câu này á, mình sẽ muốn biết là mình sẽ nhưng mà sẽ ngẫm nghĩ là nếu mình làm ở công ty này vì thì 3 năm sau, 4 năm sau, 5 năm sau mình sẽ trở thành cái gì? Mình sẽ trở thành như thế nào đúng không? Đó, cho nên mình nghĩ theo hướng đó. Thành ra là mình phải trả lời công kích cái, cái việc của mình á là focus on the job and the company, tức là về công việc và về cái vị trí của mình. Thì như khoa khi khoa được hỏi câu này, khoa sẽ trả lời là tại vì tôi muốn trở thành một cái người chuyên gia trong lĩnh vực này. Cho nên á, mục tiêu trong 3 năm đầu tiên của tôi là trở thành một cái người chuyên gia trong cái công việc này, cái lĩnh vực này trở thành một người mà quan trọng cho công ty, một người quan trọng trong đội nhóm, một người mà khó có thể thay thế được. Đã. Thì sau 3 năm đó, tôi làm hoàn thành rồi, tôi có thể là tôi sẽ muốn uh, vì công ty có thể là trước khoa hỏi chuyện, thì họ sẽ là có những cái, công ty có những cái là cho phép người ta chuyển vị trí này sang vị trí khác để mà làm những công việc khác nhau. Thì có thể nói là sau 3 năm, tôi đã hoàn, tôi đã thật sự là rành, thật sự là giỏi với công việc này rồi, tôi muốn thử mình ở một vị trí khác thì như vậy là tôi sẽ có thể là phát triển được nhiều cái hướng khác nhau hơn ở công ty này đó thì đó là cách một khoa trả lời cái câu đó thì nghĩa là cái câu trong 3 năm 5 năm sau của khóa là nó là trong công ty này để cho ta biết mình là có nhân tố lâu dài và bền vững chứ không phải là mình làm 2 năm 3 năm rồi mình nhảy công ty khác mình bỏ đi người ta trend mình rất là mệt người ta đâu muốn mình cái cái investment cái đầu tư của họ phải rất đi rất là nhanh đó đúng không rồi thì đó là phần những cái câu mà được hỏi nhiều nhất thì một những câu mà đối với học sinh mình á có một câu quan trọng đó là câu này bạn will you now and future require sponsorship for employment visa status hay là S1B visa hay là green card sau này cũng được thì nói chung á chắc chắn là yes rồi đúng không nhưng mà trường hợp mình trả lời sao cho hay đây đó thì hồi trước khoa có nói là khi mà mình khi mà mình điền chốt online á một số các bạn họ hay stick vào no nhưng mà khoa thường là khoa đối với khoa khoa để vào chữ yes uh, hay ngược lại chứ các bạn thường để vào yes là các bạn cần nhưng mà khoa khi mà khoa apply vào online á, khoa để no thì mục tiêu của khoa là để khoa get over cái cái filter của công ty để mà khoa được mời phỏng vấn trực tiếp tại vì căn bản cái người phỏng vấn với mình á họ là cái người đưa quyết định có thuê mình hay không 80% rồi sa họ chỉ làm theo thôi nhưng mà đương nhiên ngay từ ban đầu thì họ muốn loại bớt cho nên á khoa để dành câu hỏi đó cho lúc này để mà trả lời nè thì đây là cách mà khoa trả lời câu hỏi này thì câu trả lời của khoa là có yes and no luôn No á, là tại vì là khoa có ba năm là OBT. Thì đối các bạn mà không phải là ngành STEM thì các bạn nói là có một năm là OBT thôi chứ đâu có thể là một tới ba để mà làm việc và để phát triển bản thân và để chứng minh rằng á, mình là một nhân tố quan trọng mình là một người xứng đáng trong công ty này thì sau đó đó là mình sẽ cần cho cái sau đó sẽ là yes tại vì sau đó mình sẽ cần cái sponsorship cho một s1 visa để mà tiếp tục làm việc nhưng mà cái quyết định ở đây á, là tùy thuộc vào ở công ty chứ mà là của mình công ty sẽ quyết định mình có muốn thuê mình hay không nhưng mà mình á, sẽ muốn làm cho nó xảy ra bằng cách là mình làm việc chăm chỉ làm việc hiệu quả và trở thành một người xứng đáng để mà công ty đưa ra quyết định đó Đã, đó là cái câu trả lời của khoa cho cái tình huống này thì thật sự là khoa trả lời nó ít nhất phải bốn lần Đã. thì thật ra câu này là khoa học từ một người bạn của khoa Đã. mình học đi mình chia sẻ lại thôi nói chung là như vậy rồi thì thường á, khi mà mình đi phỏng vấn không phải người ta chỉ hỏi mình ở mỹ mình còn phải là người hỏi là người interview nữa thì cái việc mà mình đi hỏi là người ta đó sẽ chứng minh được là mình là một người tự chủ mình là một người có thể nào mình tiếp nhận kiến thức cho nên cái việc mình hỏi là người ta rất là quan trọng ha thì khoa cũng chuẩn bị sẵn một vài câu để mà khoa đi hỏi là người khác rồi cũng khá là nhiều nói chung là khoa chỉ hỏi những vài câu để mình dạy cho thúy là mình thật ra mình cũng cần biết nhưng mà quan trọng là tôi thấy là mình có cái sự quan tâm về công ty này câu hỏi là thì cái người đó how do you describe the person can do the best can be the best suitable for the job. Tức là một người đó mà thật sự phù hợp với công việc này. Một người nào mà mình, ông nó tưởng tượng trong đầu như vậy. Thì khi một lần này Khoa khẳng định là lần nữa là người đó muốn tìm một người nào để cho Khoa khi thông qua câu trả lời đó, Khoa sẽ nói, à, tôi có một vài tố chất mà ông vừa nói. Thì để như mình khẳng định là một lần nữa cho người ta biết là trong đầu, à, cái người đang nói gì với mình là một người mà mình gần như đang tìm kiếm đó. Có lẽ là không hoàn hảo nhưng mà cũng gần gần tới mức đó. đó. Câu thứ hai á, là mình có uh, do you have a policy to have new members of the team to get on board tức là mình họ có những cái chương trình training những cái gì để mà giúp cho một người mới hoàn toàn gia nhập với nhóm nhanh chóng hay không đó. thì cái này có hỏi nhưng mà thường một câu hỏi khác là do you have any training program tức là mình có họ có những cái chương trình nào mà huấn luyện cho người mới hay không thì cái này quan trọng tại vì thường có người họ nghĩ là ô anh khoa ơi, em sợ người ta nghĩ như vậy mình không phải tự học được mình 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 gì yeah, mình cần phải có training này nọ mới làm được thì người ta không không muốn muốn mình sao thật ra khoa nghĩ khác một người một công việc nào phải cần có training hết thì thật ra khi mình hỏi câu này mình cần có training để mình làm tốt công việc đó thật ra nó còn thể hiện rõ một cái ý tốt hơn là mình nghiêm túc với công việc nữa đúng không cho nên khi mà hỏi như vậy thật ra khoa nghĩa là mình muốn phát triển bản thân mình để mình giúp cho công việc nó trôi chảy hơn rồi cái này là cái 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 challenge lớn nhất của công việc này là cái gì để cho mình biết là để cho người ta biết là mình thật sự mình muốn tập trung vào cái điểm mà cần vượt qua hay là có travel có nhiều hay không câu này á mình phải hỏi để mình khi mình hỏi câu này mình phải thông theo là tôi không có ngại travel khoảng 50% phần trăm thì tôi ok không vấn đề gì hết tùy vào cái mức độ của mình mình muốn đi mình muốn đi đi đó nhiều hay không tùy mình gần khoa thì có để là có thể đi một trăm phần trăm luôn Ờ um, đó rồi Ờ um, những gì mà tôi thể hoàn thành trong 90 ngày đầu tiên rồi cái cái điều tốt nhất khi làm ở công ty này là cái gì coi này cũng hay nè Câu này khi mình nói ra, người ta sẽ thấy là mình thật sự hứng thú làm việc ở công ty này. Mình có những cái điều gì hay công ty? Mình tập trung vào cái điều hay đúng không? Đó. Còn cái câu này là cái điều gì mà mình mà 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 ông ít thích nhất hay là cô ít thích nhất thì nếu mà trường hợp như vậy cô cho tôi một vài cái lời khuyên được không? Thì câu này cũng hay. Câu này thì để người ta thấy là mình có những cái ngành khác có thích và không thích. Còn nếu trường hợp mà họ không thích á, thì cái điều khuyên cho người ta cho mình là gì? thì câu này con nghĩ là hay ở chỗ đó, là mình đặt mình vào vị trí một người đã là nhân viên công ty rồi thì khi mình nói chuyện với người đó như vậy thì mình xích lại gần hơn một chút tại vì đơn giản là mình nói họ như là một người tiền bối của mình chia sẻ cho người đàn em gì đó thế nhưng như vậy là mình tạo một cái cảm giác là mình đã là một người trong công ty một người trong gia đình rồi rồi câu câu này cũng là quan trọng thì khi nào mà tôi có thể là nghe được cái kết quả từ ông chẳng hạn như vậy thì cái câu này mình hỏi ra nên chi để mình có thể mình follow up cho người ta mình nói là thì như vậy thường người ta sẽ là khoảng 1 tới hai tuần đúng không thì mình nói là như vậy thì khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ email ông để mà hỏi về cái cái tiến trình của cái của cái việc mà mình tôi có được nhận hay không được không đúng không đó thì cái mình mình đã rào trước một câu rồi thì mốt mình gửi email mình cũng không có ngại nữa đó rồi thì đó là những câu mà khoa tạm khoa khoa để dành ông khoa đi hỏi thường khoa không hỏi hết đâu khoa khoảng chừng hai tới ba câu thôi hỏi nhiều quá thì nó cũng tạo ra dài dòng mà mình hỏi một câu hai câu thì ít quá thường là ba bốn câu là ok chọn ra đi chọn ba bốn câu trong đây là hỏi thôi rồi một điều quan trọng nữa khi đi phỏng vấn mình chuẩn bị trả lời phỏng vấn xong hết rồi nhưng mà có quan trọng là gì là cái thái độ của mình đúng không thì thái độ của mình là gì mình phải nghĩ tích cực mình phải nghĩ mình phải focus posture posture đây là những cái gì mình nói chuyện mình phải là ai cân nhìn vào người ta nói chuyện rõ ràng thẳng thắn bắt tay phải bắt tay phải bắt tay chặt đó thì lắng nghe người ta phải lắng nghe phải rõ ràng không có kiểu buồn ngủ không có kiểu như là ngáp dài ngáp ngắn không có kiểu nhìn đông nhìn tây đó là posture mình phải active listener tức là khi mình nghe người ta nói là mình thật sự mình lắng nghe người ta nói gì đó còn nếu mà mình không nghe rõ đó mình muốn chắc chắn thì mình nói là I think what you mean is hay là hay nói là um, correct me if I'm wrong hay là nói mình nói những câu như vậy để mình có thể mình chắc chắn là mình hiểu đúng ý của họ và mình trả lời theo đúng cái ý mà người ta muốn đúng không rồi Thứ tiếp theo đó là mình phải đưa một cái thái độ là mình có thể làm được. Cái đó khó nhưng mình sẽ làm được. Nếu mình được học đúng cách, mình sẽ làm được. Tạo người ta có một cái thái độ đó. Đừng có thấy khó quá mà ah, tôi làm không có được. Không nên nói như vậy. Tại việc ra là công việc thôi. Đâu có phải là nếu mà trường hợp mà đòi hỏi những cái gì mà ngoài chuyên môn của mình thì khó đúng không? Những trường hợp là mình đã từng học rồi, mình đã từng biết căn bản rồi thì mình sẽ học phát triển được thôi. Cho nên á, mình phải tạo thái độ là mình sẽ làm được cái tiếp theo đó là cười nên cười khi có thể nhưng mà đừng có overdo tức là đừng có cười suốt suốt một quá trình là khoảng chừng hai chục phút ba chục phút tiếng hai tiếng suốt ngày cười nói thì nó kỳ quá cho nên mình cũng cười vừa phải thôi nói chung á đừng có overdo đó humble đừng có đừng có quá khó kỳ tức là đừng có quá chậm mình phải mình tự tin nhưng mình cũng phải một chút xíu khiêm nhường ở đây ha Ok, thì đó là những cái tổng hợp của khoa về về sinh việc, à, về phỏng vấn sinh việc. Thì hy vọng là những cái video này sẽ giúp các bạn có những cái nhìn rõ ràng hơn để cho mình biết mình cần phải làm gì ha. Chúc mọi người có tìm thấy những điều hữu trên video của khoa và hy vọng mọi người sẽ có từ đó rút ra kinh nghiệm của mình và thành công trong việc tìm công việc ở Mỹ hay nói chung ở bất cứ đâu luôn. Tại vì cái này là một cái áp dụng rất là nhiều nơi ha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người thật là vui, hẹn gặp lại số tiếp theo nha. Bye bye. Hi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Khoa nha Hãy giúp Khoa là để lại những ý kiến của mình Những điều các bạn nghĩ là video bổ ích Hay là những điều các bạn nghĩ là sẽ giúp cho Khoa phát triển được thêm những cái ý kiến mới Hoặc là làm chương trình của mình tốt hơn nha Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút quả chuông Để mà thứ nhất ủng hộ tinh thần của Khoa Thứ hai để mà các bạn thấy được những video mới nhất Càng sớm càng tốt khi mà được phát hành nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều Mong mọi người ngày thật là vui Hẹn gặp lại số tiếp theo Bye bye